Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần trên đài Việt Face TV do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thì được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50% đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị, thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư, chứng khoán, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là quỹ IMF cho biết nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ, dập tan hy vọng về giảm lãi suất. Bên lề cuộc họp diễn đàn kinh tế thế giới WEF ở Riyadh, Ả Rập Saudi, giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế viết tắt là IMF, bà Kristalina Georgieva đã thảo luận về những thách thức lớn hơn đối với nền kinh tế toàn cầu. Một yếu tố chính hiện nay là cuộc đấu tranh nhằm giảm lãi suất tại Mỹ. Bà Georgieva đã nói rằng, tin tốt là Hoa Kỳ có thị trường lao động rất mạnh, nhu cầu vẫn mạnh và tốc độ tăng trưởng ở Hoa Kỳ đã làm chúng tôi ngạc nhiên vào đầu năm. Điều đó chuyển thành tin xấu bởi vì khi nền kinh tế quá mạnh, thì Quỹ Dự trữ Liên bang lại không có lý do gì để xem xét việc cắt giảm lãi suất. Và điều này là tin bất lợi cho phần còn lại của thế giới. Tôi sẽ không chú tâm quá nhiều vào một điểm dữ liệu. Điều tôi muốn tập trung vào là liệu Hoa Kỳ có đang theo đuổi việc bổ sung chính sách tài chính và tiền tệ theo cách kiên quyết như họ đã làm cho đến nay hay không. Mặc dù nhiệm vụ của IMF là thúc đẩy sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới với đồng đô la mạnh, nhằm tạo điều kiện cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Và mặc dù đã từng dự đoán lãi suất chuẩn của Hoa Kỳ sẽ giảm vào giữa năm 2024, hiện nay quỹ IMF đã kéo dài thời hạn dự báo và kêu gọi thế giới cần phải chuẩn bị cho việc đối phó với lãi suất cao hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Iran nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh bị trừng phạt. Iran đang cố gắng thúc đẩy nền kinh tế với nỗ lực mới nhất trong số đó là hội chợ thương mại quốc tế tại một trong những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới. Iran Expo là nỗ lực của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm tiếp thị sản phẩm của mình cho các doanh nghiệp sẵn sàng thách thức các lệnh trừng phạt của thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo. Hội chợ tại Tehran trưng bày mọi thứ, từ máy móc hạng nặng cho đến sản phẩm, thực phẩm, với hy vọng thu hút được khách hàng quốc tế. Đây có vẻ như là một ý tưởng xa vời. Nhưng khi các nền kinh tế lớn như Nga và Trung Quốc ngày càng thấy mình chịu áp lực kinh tế của phương Tây, người Iran hy vọng họ sẽ cởi mở hơn trong việc kinh doanh với Tehran. Nền kinh tế Iran đã bị tàn phá bởi những gì Hoa Kỳ gọi là áp suất tối đa, được thiết kế để buộc Iran phải ngừng ủng hộ chủ nghĩa cực đoan, ngừng đàn áp người biểu tình và đồng ý với một thỏa thuận hạt nhân cứng rắn hơn. Tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát cao trong khi đồng tiền Iran tiếp tục mất giá. Iran hiện nay đang hợp tác với các đối thủ phương Tây khác như Nga trong các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, phát triển giáo dục và liên lạc giữa các khoa học gia. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Iran muốn không chỉ dựa vào dầu khí mà còn dựa nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, người Iran thừa nhận các biện pháp trừng phạt của phương Tây là một trở ngại lớn, không chỉ trong việc sản xuất sản phẩm của họ mà còn trong việc cố gắng bán chúng ra thị trường nước ngoài. Krispy Kreme mở rộng kinh doanh sang Đức. Krispy Kreme đang đưa bánh donut chiên của mình đến xứ sở bánh quy với kế hoạch mở cửa hàng đầu tiên ở Đức vào đầu năm tới. Họ đang bắt đầu thực hiện mục tiêu này tại thủ đô Berlin. Việc mở rộng được thực hiện với sự hợp tác của tập đoàn nhà hàng ISH Cream, nơi quản lý 300 nhà hàng thịt gà Tây chiên KFC và Pizza Hut ở Đức. Việc mở rộng kinh doanh diễn ra sau sự ra mắt thành công lớn của Krispy Kreme tại Paris, nước Pháp vào tháng 12 năm 2023. Chuỗi tiệm có trụ sở tại Charlotte, North Carolina ở Hoa Kỳ hiện nay đang hoạt động tại hơn 35 quốc gia. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chuẩn bị đối phó với mưa ở Dubai. Hãng hàng không Emirates đã hủy một số chuyến bay trong bối cảnh thời tiết hỗn loạn. Một tuyên bố cho biết hãng hàng không hàng đầu của Dubai này đã phải hủy một số chuyến bay vì lượng mưa to và gió lớn ở nước này. Làn sóng thời tiết hỗn loạn mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phải trải qua vào thứ Tư và thứ Năm đã khiến cho chính phủ thực thi việc học từ xa và làm việc tại nhà đối với lĩnh vực công và tư hữu. Quốc gia vùng vịnh này đã hứng chịu trận mưa kỷ lục cách đây 2 tuần, lượng mưa lớn nhất trong 75 năm.
Lượng mưa vào thời điểm đó làm ngập đường phố khiến cho cây cọ bật gốc và mặt tiền các tòa nhà bị phá hủy. Cường độ mưa và gió ngày thứ năm ít hơn cơn bão trước đây. Một tuyên bố cho biết Emirates đã hủy 6 chuyến bay khởi hành từ Dubai, đồng thời cảnh báo những người du lịch đến phi trường quốc tế Dubai rằng có thể có sự chậm trễ. Cơ quan quản lý thảm họa của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE, đã ra lệnh đóng cửa tất cả các con đường dẫn đến các khu vực có dòng nước chảy vào thung lũng. Núi lửa Ruang tại Indonesia phun trào buộc người dân di tản. Những đợt phun trào mới từ một ngọn núi lửa của Indonesia đã gây ra các lệnh di tản mới, đồng thời khiến cho các chuyến bay bị hủy và phi trường đóng cửa trong tuần này, với khói, dung nham và khí độc phun ra từ ngọn núi. Núi Ruang là một ngọn núi lửa cao 725 mét, tương đương với 2.400 feet, trên đảo Ruang ở Bắc Sulawesi, đã phun trào liên tục và ngoạn mục kể từ giữa tháng 4, gây ra mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với những người sống gần đó và giao thông hàng không trong khu vực. Núi đã phun trào 3 lần hôm thứ Ba, đẩy những đám mây dung nham và tro bụi lên bầu trời và khiến cho cơ quan núi lửa quốc gia PVMBG của Indonesia phải đưa ra cảnh báo cao nhất, cảnh báo rằng một cơn sóng thần có thể được gây ra bởi vật chất núi lửa sụp đổ xuống đại dương. Ruang nằm ngay ngoài khơi của đảo Tagulandang lớn hơn, nơi mà chính quyền đã kêu gọi hơn 12.000 người di tản. Các vụ phun trào mới nhất cũng buộc ít nhất là 7 phi trường ở khu vực lân cận phải đóng cửa, bao gồm phi trường quốc tế Samratulangi phục vụ thành phố Manado, thủ phủ của tỉnh Bắc Sulawesi, và một địa điểm lặn nổi tiếng. Các trường học gần đó cũng đã đóng cửa để bảo vệ trẻ em khỏi tro bụi. Indonesia là một quần đảo Đông Nam Á với 270 triệu dân, nằm dọc vành đai lửa Thái Bình Dương và có hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động, nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Truyền thông nhà nước Nga thúc đẩy video tiếng Anh trên TikTok. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy truyền thông nhà nước Nga đang tăng cường sự hiện diện của các video tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trên trang mạng xã hội TikTok. Báo cáo của tổ chức Brookings cho biết mức độ tương tác với những video như vậy đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chúng bao gồm các cuộc tấn công và chính sách của Tổng thống Biden đối với Israel cũng như thời đại của Tổng thống Biden. Báo cáo của nhóm phi lợi nhuận Brookings lưu ý rằng phần lớn các video của các phương tiện truyền thông nhà nước Nga, công nhân và quan chức chính phủ của Nga không tập trung rõ ràng vào chính trị Hoa Kỳ. Bản báo cáo cũng dự đoán việc sử dụng TikTok của Nga sẽ tăng lên khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang tiến đến gần. TikTok cho biết công ty dán nhãn rõ ràng cho các trang truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát. Công ty truyền thông xã hội này cũng cam kết sẽ tăng cường gắn nhãn để giải quyết các tài khoản đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị bên ngoài quốc gia của họ trong những tuần lễ tới. Bản báo cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Biden đã ký một dự luật có thể dẫn đến lệnh cấm TikTok trên khắp nước Mỹ. Theo luật này thì TikTok phải tìm chủ sở hữu mới trong vòng vài tháng hoặc là bị cấm hoàn toàn khỏi Hoa Kỳ. Chính sách gia cư xã hội của Paris, nước Pháp giữ giá thuê ở mức thấp. Khi Pháp chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè năm nay thì các cuộc thi chắc chắn sẽ khiến cho thủ đô của Pháp trở thành địa điểm yêu thích của hàng triệu du khách. Nhưng trong nhiều năm, thành phố Paris đã chứng kiến giá thuê nhà tăng vọt để người dân phải rời đi. Chính quyền đang áp dụng biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà để bảo đảm người dân có thể tiếp tục sống thoải mái tại đây. Tầm nhìn tuyệt vời ở vị trí trung tâm thành phố của một căn chung cư được kiểm soát tiền thuê hiện nay là 800 Mỹ Kim một tháng. Được mở cửa trở lại năm 2021 sau khoảng 16 năm tân trang, tòa nhà Samaritaine là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất của thủ đô nước Pháp, gần nơi mua sắm sang trọng và ăn uống, chưa kể đến khách sạn 5 sao. Nhưng Samaritaine cũng bị buộc phải xây lại 96 căn chung cư cho thành phố Paris với mức giá khiêm tốn. Hơn thế nữa, trong thế kỷ thứ 20, nhà ở xã hội được xây dựng ở vùng ngoại ô, nơi được gọi là banlieue, nơi mà thỉnh thoảng các kiến trúc sư hàng đầu được thuê để thiết kế nhà ở xã hội rộng lớn, và đôi khi là các dự án lớn như là khu bất động sản Espace Abraxas được xây dựng vào đầu thập niên 1980. Tuy nhiên, tất cả những điền trang hùng vĩ và những dinh thự này nằm cách xa những con phố sang trọng ở trung tâm Paris, đồng nghĩa với việc những người sống ở đó phải di chuyển rất lâu để vào được thành phố. Năm 2001, tòa thị chính Paris đã giành chiến thắng với phe cánh tả. Các chủ sở hữu tư nhân ở Paris cảnh giác với việc hạ giá nhà chỉ là một trong những trở ngại mà tòa thị chính Paris phải vượt qua. Trên thực tế thì giá trung bình của một căn chung cư một phòng ngủ ở Paris đã tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua và gần gấp 3 ở một số khu vực đối với những căn nhà hai phòng ngủ. Chính điều này đã khiến cho nhà ở xã hội tại trung tâm Paris trở nên quan trọng hơn. Hiện nay, cứ 1 trong 9 người dân Paris được hưởng lợi nhờ chính sách này. Một viện bảo tàng ngoài trời hiện nay đang tìm cách giúp đỡ những người duy trì hoạt động của trường học và bệnh viện để có thể hưởng lợi từ cùng chính sách gia cư xã hội.
Kế đến là bản tin về biến đổi khí hậu đe dọa làm héo hoa tulip Hòa Lan. Loài hoa mùa xuân đáng yêu đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Với mùa đông ẩm ướt hơn và nhiệt độ nóng hơn là sự kết hợp chết người đối với hoa tulip, tiếng Việt gọi là hoa uất kim hương. Bông hoa tulip là biểu tượng của tình yêu vô điều kiện, sự tái sinh và sự tha thứ. Nhìn từ xa, hàng triệu bông hoa này ở Hòa Lan trông giống như một cánh đồng hoa tulip màu hồng và đỏ đang chớm nở. Nhưng khi đến gần thì người ta thấy hoa đang khô héo. Những cánh đồng này đã trồng nhiều thế hệ hoa tulip, được gia đình Arjan Smith giám sát hoạt động từ năm 1940. Nhưng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi hoạt động sản xuất của họ từ năm này sang năm khác. Ông Smith cho biết với sự thay đổi này, họ sẽ mất ít nhất là 13% số hoa tulip trong năm tới. Nhiệt độ cao hơn làm tăng thêm hơi nước vào bầu khí quyển trái đất và gây ra mùa đông ẩm ướt hơn. Các dòng suối và mùa hè nóng hơn cũng không ít lý tưởng cho việc trồng trọt. Khi Smith bắt đầu công việc này cách đây 30 năm, ông nói họ chỉ tưới đồng hoa từ 2 đến 4 lần vào mùa xuân. Nhưng bây giờ đôi khi họ phải tưới nước cho chúng hàng tuần. Nhưng khí hậu thay đổi không phải là thách thức duy nhất. Nông dân cho rằng Brexit và việc tăng cường kiểm soát biên giới có thể gây ra tác động tiêu cực cho người trồng hoa tulip. Ngay cả với một tương lai không chắc chắn và nhóm của ông đang làm việc cả ngày lẫn đêm, Smith vẫn lạc quan, nhớ lại những nụ cười mà những bông hoa của anh ấy mang lại khi anh ta tặng chúng cho người dân Ukraine. Quỹ Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 23 năm. Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố không thay đổi lãi suất tại cuộc họp hôm thứ Tư ngày 1 tháng 5. Điều đó giữ cho lãi suất của Ngân hàng Trung ương ở mức cao nhất trong 23 năm kể từ tháng 7 năm ngoái. Quỹ Dự trữ Liên bang viết tắt là Fed không muốn hạ lãi suất cho đến khi chắc chắn lạm phát được kiểm soát chặt chẽ. Chủ tịch của Fed là ông Jerome Powell nói rằng lãi suất cao đang có tác dụng nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được mức đó. Ông giải thích, hôm nay thị trường mở liên bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách của chúng tôi và tiếp tục giảm lượng chứng khoán chúng tôi nắm giữ, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Lập trường hạn chế của chính sách tiền tệ đã và đang gây áp lực giảm đối với hoạt động kinh tế và lạm phát, và những rủi ro trong việc đạt được mục tiêu việc làm và lạm phát của chúng ta đã tiến tới sự cân bằng tốt hơn trong năm qua. Mới chỉ 6 tuần trước, Fed cho biết họ đang lập kế hoạch cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. Điều đó hiện nay đang bị nghi ngờ, mặc dù vẫn khó có khả năng ngân hàng sẽ tăng lãi suất trong tương lai gần. Cơ hội việc làm tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Cơ hội việc làm tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Dữ liệu được công bố hôm thứ Tư từ Văn phòng Thống kê Lao động cho thấy các nhà tuyển dụng nhân viên ở Mỹ có khoảng 8.5 triệu việc làm cần người trong tháng 3. Đây là con số ít hơn mong đợi của các kinh tế gia. Tính theo dữ liệu ngay bây giờ, cứ mỗi người tìm việc làm thì có 1.3 công việc cần người nhận. Con số này thấp hơn nhiều nếu mà so sánh với thời kỳ phục hồi sau đại dịch COVID-19, khi tỷ lệ việc làm cần người lúc đó là 2 công việc cho mỗi người tìm việc. Trong khi đó, tỷ lệ người bỏ việc làm hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 của năm 2020. Tỷ lệ bỏ việc cao hơn thường là dấu hiệu cho thấy niềm tin của công nhân viên vào thị trường lao động và là nguồn lạm phát tiềm ẩn, bởi vì việc chuyển đổi công việc thường thường dẫn đến mức lương cao hơn. Mức độ cơ hội việc làm cao phản ánh thị trường lao động Hoa Kỳ mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Khi Quỹ Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022 để chống lại tỷ lệ lạm phát tăng, chi phí đi vay cao hơn được dự đoán rằng sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái và đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao. Nhưng thay vào đó, ngay cả khi Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất cơ bản tới 11 lần, nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, các công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng người và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp dưới 4% trong 26 tháng liên tiếp, là kỷ lục dài nhất kể từ thập niên 1960. Walmart đóng cửa tất cả các phòng khám chăm sóc sức khỏe của chuỗi tiệm. Walmart cho biết họ sẽ đóng cửa tất cả các phòng khám chăm sóc sức khỏe và chấm dứt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến. Nhà bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ đã có hành động mạnh mẽ để tiến vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong những năm gần đây. Họ có 51 phòng khám sức khỏe ở 6 tiểu bang Hoa Kỳ. Các phòng khám này nằm cạnh các siêu thị và cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu và khẩn cấp, phòng thí nghiệm, chụp X-quang, khám và điều trị sức khỏe hành vi và dịch vụ nha khoa. Walmart đã nhắm đến các khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh, khó khăn, đang thiếu thốn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, thông báo này là một sự đảo ngược đột ngột trong chiến lược của công ty. Sự thay đổi này có thể để lại khoảng trống trong khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với những bệnh nhân có lợi tức thấp, không có bảo hiểm y tế và phải dựa vào các phòng khám của Walmart. Công ty Walmart cho biết hoạt động thúc đẩy chăm sóc sức khỏe của họ không mang lại lợi ích và lợi nhuận vì cái mà họ gọi là môi trường hoàn trả lệ phí y tế đầy thách thức và chi phí hoạt động leo thang. Nhà bán lẻ Walmart cho biết họ xác định đây không phải là mô hình kinh doanh bền vững và họ đành phải đóng cửa tất cả mọi dịch vụ.
Tuy nhiên, Walmart cho biết họ sẽ tiếp tục vận hành 4.600 hiệu thuốc Tây và hơn 3.000 trung tâm khám mắt và đo kính mắt trên khắp nước Mỹ. IRS tăng tỷ lệ kiểm toán người giàu lên 50%. Sở thuế liên bang IRS đang có kế hoạch ngăn chặn hành vi gian lận thuế trong số những người rất giàu có. Cơ quan này cho biết họ sẽ tăng cường kiểm tra những người kiếm được hơn 10 triệu Mỹ Kim một năm từ 11% lên 16.5% vào năm 2026. Đối với các doanh nghiệp thì IRS sẽ tăng gấp 3 lần tỷ lệ kiểm toán đối với những người có tài sản trên 250 triệu Mỹ Kim. Họ cũng sẽ kiểm toán gấp 10 lần số lượng quan hệ đối tác kinh doanh có tài sản trên 10 triệu Mỹ Kim. Hành động này diễn ra khi tỷ lệ kiểm toán đã giảm trong những năm qua vì trở ngại nhân sự tại IRS. Cơ quan này đã bổ sung thêm 11.000 nhân viên mới trong 2 năm qua và có kế hoạch bổ sung thêm 14.000 vị trí nữa vào năm 2029. Các vị trí mới nhất sẽ được tài trợ bởi đạo luật giảm lạm phát. Còn đối với những người nộp thuế với mức lương và tài sản trung bình thì không cần phải lo lắng. Ủy viên IRS là Danny Warfel cho biết tỷ lệ kiểm toán đối với các gia đình có lợi tức dưới 400.000 Mỹ Kim một năm sẽ không tăng so với mức thấp kỷ lục trong năm 2018. Bộ Tư pháp đưa ra lập luận cuối cùng trong vụ kiện chống độc quyền đối với Google. Hôm thứ Năm và thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã trình bày những lập luận cuối cùng trong một vụ kiện chống độc quyền kéo dài nhiều năm chống lại Google. Bộ Tư pháp đang cố gắng thuyết phục thẩm phán liên bang Google đã hoạt động độc quyền bất hợp pháp trên thị trường tìm kiếm trực tuyến. Dựa trên lời khai từ một phiên tòa vào mùa thu năm ngoái, các luật sư của chính phủ cho biết Google đã duy trì sự độc quyền bất hợp pháp thông qua một mạng lưới hợp đồng. Những hợp đồng đó đã biến Google thành công cụ tìm kiếm mặc định trên hàng triệu dụng cụ thiết bị và trình duyệt trên toàn cầu. Google cho biết người tiêu thụ chỉ cần chọn công cụ tìm kiếm của họ bởi vì đó là sản phẩm ưu việt. Nhưng nếu điều đó là sự thật, thì Bộ Tư pháp lại đặt câu hỏi tại sao Google lại phải trả hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên nhiều dụng cụ thiết bị và ứng dụng nhu liệu khác nhau. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ này vào cuối năm nay. Công ty Apple lập kế hoạch mua lại cổ phiếu nhiều lịch sử trị giá 110 tỷ Mỹ Kim. Công ty Apple đang phải đối mặt với một số khó khăn ngày càng gia tăng và họ đang thực hiện một bước đi lịch sử để vượt qua trở ngại mới này. Công ty đã công bố mua lại cổ phiếu trị giá 110 tỷ Mỹ Kim là con số lớn nhất trong lịch sử của công ty. Cũng trong ngày thứ Năm, Apple công bố doanh thu quý đầu tiên năm 2024 đạt gần 91 tỷ Mỹ Kim, giảm 4% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các nhà sản xuất iPhone đang phải vật lộn với những thách thức về tăng trưởng, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh môi trường kinh tế không chắc chắn. Apple cho biết rằng doanh số bán iPhone đã giảm 10%. Sau bản báo cáo doanh thu của Apple và ý định mua lại cổ phiếu của hãng này đã tăng hơn 6%. Người Mỹ kiếm được nhiều tiền lời hơn trong năm 2023. Quỹ dự trữ liên bang đã không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp hôm thứ Tư. Trong khi điều đó có thể gây thất vọng cho nhiều người Mỹ thì đây lại là một động lực tuyệt vời để tiết kiệm nhằm nhận được số tiền lời cao hơn và điều này sẽ còn tiếp diễn trong năm nay. Năm 2023, những người tiết kiệm với chương mục để dành hoặc là mua trái phiếu chính phủ đã kiếm được gấp 4 lần số tiền lời so với năm 2022, theo bản báo cáo về tiền để dành của LendingTree.com. Chương mục tiết kiệm lãi suất cao là nơi tốt nhất để dành tiền cho những trường hợp khẩn cấp hoặc là cho những khoản chi phí lớn dự kiến sẽ diễn ra trong 3 tháng cho đến 1 năm. Để tìm kiếm một chương mục tiết kiệm được liên bang bảo hiểm với lãi suất cao, đây là những điều cần cân nhắc. Lãi suất trung bình của các chương mục tiết kiệm lãi suất cao là hơn 4% và mức cao nhất là vào khoảng 5 cho đến 5.5% tại một số ngân hàng đầu tư và những tài khoản được bảo hiểm bởi FDIC. Các vụ lừa đảo tiền của người cao niên tại Mỹ lên tới 3.4 tỷ Mỹ Kim năm ngoái. Số lượng người Mỹ lớn tuổi là nạn nhân của các vụ lừa đảo đang gia tăng. Người Mỹ trên 60 tuổi đã bị đánh cắp vào khoảng 3.5 tỷ Mỹ Kim trong các âm mưu lừa đảo hồi năm ngoái. Đó là mức tăng 11% từ năm 2020 cho đến năm 2022. Theo tài liệu báo cáo gian lận người cao niên của cơ quan điều tra liên bang FBI. Bản báo cáo cũng cho biết trung bình một người lớn tuổi bị lừa đảo mất gần 34.000 Mỹ Kim, nhưng vào khoảng 6.000 nạn nhân cho biết mỗi người đã bị lừa mất 100.000 Mỹ Kim trở lên. Các quan chức liên bang cho biết một số vụ lừa đảo được sử dụng là những người giả vờ cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho các vụ vi phạm dữ liệu điện toán, đầu tư hoặc là đánh cắp danh tính đều không có thật. Tổng cộng hơn 101.000 đơn khiếu nại về hành vi gian lận chống lại các cá nhân trên 60 tuổi đã được nộp cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang vào năm ngoái, khiến cho đây là con số nhiều nhất ở mọi nhóm tuổi trên toàn quốc. Để chống lại những trò gian lận này, cơ quan FBI đã thành lập một quỹ gọi là Recovery Asset Team, tức là nhóm phục hồi tài sản, có thể giúp phong tỏa các chương mục giữ tiền phi pháp.
Theo báo cáo, năm 2023, nhóm phục hồi tài sản đã có thể phong tỏa hơn 32 triệu Mỹ Kim trong số tiền liên quan đến 626 khiếu nại gian lận do các cá nhân trên 60 tuổi nộp cho FBI. Tại sao việc tái phân loại cần sa lại là điều quan trọng? Trong hơn 50 năm, cần sa đã được xếp vào loại một trong những loại ma túy nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ. Nó được liệt kê cùng với các chất gây nghiện khác như là heroin và MDMA, thành phần chính trong thuốc lắc và Molly. Nhưng trong một hành động lịch sử, chính quyền Biden đang đề nghị phân loại lại cần sa thành loại thuốc có nguy cơ thấp hơn. Bộ Tư pháp đề nghị tái phân loại cần sa từ chất thuộc nhóm 1 sang chất thuộc nhóm 3. Sự phân loại này được chia sẻ với các loại thuốc theo toa như là ketamine và Tylenol với codeine. Cho đến nay thì điều này đã được các nhà lập pháp ở cả hai đảng phái chính trị ca ngợi. Ông Matthew Swetch, giám đốc điều hành dự án chính sách cần sa đã tuyên bố, qua nhiều thập niên tung tin và tuyên truyền, chúng ta thực sự đã tạo ra sự kỳ thị lớn đối với cần sa. Đề nghị giảm cần sa xuống loại thuốc thuộc nhóm 3 nhận được sự hỗ trợ của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, vì nó đáp ứng 3 tiêu chí. Thứ nhất là khả năng lạm dụng thấp hơn các chất khác. Thứ hai, hiện nay được chấp nhận sử dụng trong điều trị y tế. Và thứ ba là nguy cơ phụ thuộc về thể chất ở mức thấp hoặc trung bình ở những người lạm dụng nó. Ông Matthew Swetch cũng nói rằng sự tái phân loại sẽ giúp các doanh nghiệp cần sa hoạt động giống như là mọi doanh nghiệp khác ở Mỹ. Theo ước tính từ MJ Biz, các cửa hàng bán lẻ và trạm phân phối cần sa được chính phủ cấp phép dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 32.1 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Việc tái phân loại cần sa có thể mở ra những con đường kinh tế mới và những cơ hội mới cho lĩnh vực nghiên cứu mà theo ông Matthew Swetch thì chúng ta thậm chí còn chưa tiến gần đến việc nhận ra tiềm năng y tế của cần sa. Nhưng việc sản xuất, phân phối và sở hữu cần sa giải trí hiện nay vẫn là điều bất hợp pháp theo luật Liên bang Hoa Kỳ. Lý do cho việc áp dụng lại đạo luật cơ hội và quản lý cần sa được các thượng nghị sĩ khởi động lại vào thứ Năm, nếu được Quốc hội thông qua và ký thành luật, thì nó sẽ chấm dứt lệnh cấm cần sa của liên bang và sẽ xóa hồ sơ tội phạm của những người phạm tội cần sa ở mức độ thấp. Lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã nói, đã đến lúc Quốc hội phải bắt kịp dư luận và bắt kịp khoa học. Có thể phải mất vài tháng chúng ta mới được thấy sự thay đổi thực sự. Và quá trình xây dựng quy tắc chính thức kéo dài và thường bao gồm giai đoạn lấy ý kiến của công chúng. Nếu quá trình đưa ra quy tắc diễn ra và đề nghị được hoàn thiện trong những tháng tới, thì điều đó sẽ thay đổi đáng kể cách mà chúng ta nhìn nhận về cần sa. Hiện nay 24 tiểu bang, hai vùng lãnh thổ và DC đã hợp pháp hóa cần sa để sử dụng trong lĩnh vực giải trí. 38 tiểu bang cho phép sử dụng trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được một số câu hỏi của khán giả liên quan đến những bí quyết mua nhà trong mùa xuân. Và sau đây là phần trả lời đại cương theo CNBC. Bây giờ là tháng 5 và thị trường bất động sản đang chuẩn bị cho mùa bán nhà mùa xuân. Nhưng năm nay, người mua và người bán đang phải đối mặt với lãi suất nợ nhà cao hơn. Và những biến động về lãi suất hàng tuần đó đang khiến cho cả người mua lẫn người bán phải cảnh giác. CNBC gần đây đã xem xét tác động của lãi suất nợ nhà và cách tốt nhất để điều hướng sự biến động. Ngay cả một thay đổi nhỏ về lãi suất cũng có thể ảnh hưởng lớn đến khoản thanh toán tiền nhà hàng tháng của bạn. Trong khoảng thời gian 2 tuần gần đây, lãi suất trung bình của khoản nợ nhà cố định 30 năm đã tăng từ 6.8% lên 7.1%. Đối với một người mua nhà đang muốn vay 400.000 Mỹ Kim thì sẽ phải cộng thêm 75 Mỹ Kim vào khoản tiền nhà hàng tháng. Và trong suốt thời hạn của khoản vay thì số tiền cộng thêm này có thể lên tới 27.000 Mỹ Kim. Một nhà phân tích tại LendingTree ước tính rằng tùy thuộc vào khoản nợ và lãi suất, chỉ cần tăng thêm 1% đối với khoản nợ nhà thì có thể đẩy số tiền trả hàng tháng của bạn tăng thêm tới 200 Mỹ Kim. Những người mua tiềm năng đang chú ý đến sự thay đổi lãi suất hàng tuần. Đơn xin vay nợ để mua nhà gần đây đã giảm trong những tuần lãi suất tăng. Hiện tại, một số người trong thị trường gia cư dự đoán doanh số bán nhà sẽ tăng vào cuối tháng 5. Nếu là người bán, quý vị hãy nhớ rằng chỉ còn vài tuần nữa là thời điểm người bán có xu hướng nhận được mức giá tốt nhất. Zillow cho biết những ngôi nhà được giao bán trong 2 tuần lễ đầu tiên của tháng 6 năm ngoái đã tăng giá cao hơn 2.3% so với những căn nhà được giao bán trước đó. Để biết thêm về thị trường gia cư trong mùa xuân, hãy xem toàn bộ câu chuyện tại cnbc.com. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp cho chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem lại sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là đặt câu hỏi cho chương trình này, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc là info@vietfacetv.com. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Thanh Thảo Show tuần này và hẹn gặp lại trong chương trình tuần kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.